Giới thiệu đến các bạn một cái mẫu thước lái dài 55 cm. Cái này thước lái đánh được nhiều vòng các bạn nhé. Thước lái này là đánh được 4 vòng từ bên này qua bên kia. Đấy, chiều dài thì như hình ảnh đây. Hai đầu ren 14 nhé. Đây là ren 14 này, các bạn mua những cái rotin nó găm vào đây này. Đấy, đây chỉ là phần thước lái không thôi. Còn rotin ống nối nữa. Cái này tùy về các bạn làm vào mục đích gì hay là độ lại xe thì mình chỉ giới thiệu như vậy thôi. Đây là phần kèm giữ này. Đấy. Check này. Cột lái là check chứ không phải là vuông các bạn nhé. Đây cũng là một đầu ren này, đây là thương lái hai đầu, ren 14. Đấy. Cái phần trên này là 30 răng. Đấy. Kích thước đường kính của nó đây. Nó tầm khoảng 12 mm, 12 đến 13. Đấy, các bạn nhìn cái thước này, 13, 14. Cái này là 30 răng nhé. Đấy là các cái kích thước chi tiết. Các bạn nhìn ở trên cái thước này, các bạn đánh giá được này. Thì cái nắp vừa hay không thì các bạn mua và các bạn tự xem xét cho nó phù hợp với cái đồ nhà mình nhé. Có sẵn. Còn bạn nào có mua thêm khớp thì mình có cả khớp này cắm vừa vào cái trụ lái này nhé. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.